Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát chưa tu học hoàn hảo bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chưa an trụ hoàn hảo về pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chưa an trụ hoàn hảo về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chưa an trụ hoàn hảo về thành đề khổ tập diệt đạo, chưa tu học hoàn hảo về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chưa tu học hoàn hảo về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chưa tu học hoàn hảo về tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chưa tu học hoàn hảo về pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chưa tu học hoàn hảo về pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, chưa nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, chưa tu hành đầy đủ tất cả Phật pháp, xa lìa phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, chưa thoát khỏi ác ma làm não loạn, chưa hiểu biết rõ về những việc của ma, tự mình không lường căn lành của mình dày hay mỏng. Còn khi học theo lời chí thành của Bồ Tát nói thì bị ác ma lừa gạt. Đại Bồ Tát ấy thấy có người nam người nữ đang bị loài phi nhân làm mê loạn, chịu nhiều khổ não không thể tránh xa được, vội vàng nói quyết chắc rằng tôi đã được quá khứ chư Phật thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền, nên khiến cho người nam người nữ kia không bị loài phi nhân quấy nhiễu. Theo lời tôi nói, phi nhân kia sẽ mau bỏ đi. Sau khi Đại Bồ Tát ấy nói lời như vậy, thì bấy giờ ác ma bị lừa gạt nên đến đàn áp phi nhân bỏ đi. Vì sao? Vì oai lực của ác ma vượt trội hơn phi nhân kia nên phi nhân bị ma ra lệnh liền bỏ đi. Nếu sau khi nói như vậy, Đại Bồ Tát vui mừng khôn xiết suy nghĩ như vậy: nay phi nhân bỏ đi là do oai lực của ta. Vì sao? Vì phi nhân nghe theo lời nguyện của ta liền thả người nam người nữ kia ra, chứ không phải vì duyên cớ nào khác. Đại Bồ Tát ấy không hay biết việc làm của ác ma, nói là do oai lực của chính mình, và vui mừng một cách sai lầm và ỷ vào đó mà khinh khi các Đại Bồ Tát khác. Ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối truyền. Những lời nguyện của ta phát ra đều không uổng phí. Các ngươi chưa được chư Phật thọ ký, không nên bắt chước ta nói lời chắc chắn như vậy. Giả sử có cố mong cầu nhưng hoàn toàn rỗng không, không có kết quả, vì Đại Bồ Tát ấy khinh khi chê bai các Bồ Tát khác, ỷ có chút tài năng sai lầm, nên đối với các công đức làm tăng trưởng nhiều tăng thượng mạn mà xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không thể nào chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát ấy không có sức phương tiện thiện xảo nên sanh trưởng nhiều tăng thượng mạn và chê bai khinh khi các Bồ Tát. Vì vậy mặc dầu siêng năng tinh tấn nhưng lại rơi vào địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác. Đại Bồ Tát ấy do phước đức mỏng manh nên làm việc gì hoặc nói lời chắc chắn nào cũng đều là hành động của ma. Đại Bồ Tát ấy không thể gần gũi cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen bậc chân thiện tri thức, không thể thỉnh hỏi hành tướng của các Bồ Tát bất thối truyền, không thể học hỏi các sự nghiệp của quân ác ma làm, do đó bị ma trói buộc càng chặt chẽ hơn. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy từ lâu không tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cho đến xa lìa phương tiện thiện xảo nên bị ác ma lừa gạt. Do đó, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên biết rõ ràng về các việc làm của ác ma. Lại nữa, này thiện hiện, vì sao Đại Bồ Tát không tu hành lâu về bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cho đến xa lìa phương tiện thiện xảo, mà bị ác ma lừa gạt, và khuyên các Đại Bồ Tát nên biết rõ ràng, nghĩa là vì bị ác ma lừa gạt mà dùng phương tiện hóa đủ thứ hình tượng đến chỗ Bồ Tát nói lời như vậy. Ôi thiện nam tử, ông biết không, chư Phật quá khứ đã từng thọ ký Đại Bồ Đề cho ông. Với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ông quyết định sẽ đắc bất thối truyền. Tên họ sai khác bảy đời của chính ông, cha mẹ, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc của ông, tôi đều biết rõ. Ông sống vào xóm làng nào, thành ấp nào, nước nào, phương nào, ông sanh trong ngôi sao nào, vua nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, vân vân. Như vậy, nếu ác ma thấy bẩm tánh của Bồ Tát nhu nhược, các căn chậm chạp, thì liền lừa gạt mà thọ ký. Đời trước, ông đã từng thọ căn tánh như vậy rồi. Nếu thấy bẩm tánh Bồ Tát cang cường, các căn lanh lợi, thì ác ma lừa gạt thọ ký. Đời trước, ông đã từng thọ căn tánh như vậy. Nếu thấy Bồ Tát ở nơi thanh vắng, thường đi khất thực, hoặc nhận một bữa ăn, hoặc ăn một lần, hoặc ăn một bát, hoặc ở nơi gò mả, hoặc ở nơi đất trống,
hoặc ở dưới gốc cây, hoặc mặc y phấn tảo, hoặc chỉ có ba y, hoặc thường ngồi không nằm, hoặc dùng phu cụ cũ, hoặc thiểu dục, hoặc hỷ túc, hoặc thích viễn ly, hoặc thích địch tịch tịnh, hoặc